Chúa ở cùng anh chị em. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca. Khi ấy Chúa Giêsu từ trên núi xuống cùng với 12 tông đồ và dừng lại trên một khoảng đất bằng. Ở đó có đông môn đệ và một đám đông dân chúng từ Judea, Jerusalem, miền duyên hải Tyro và Sidon kéo đến để nghe người giảng và xin người chữa bệnh tật. Bây giờ người đưa mắt nhìn các môn đệ và nói: Phúc cho các ngươi là những kẻ nghèo khổ, vì nước Thiên Chúa là của các ngươi. Phúc cho các ngươi là những kẻ bây giờ đói khát, vì các ngươi sẽ được no đầy. Phúc cho các ngươi là những kẻ bây giờ phải khóc lóc, vì các ngươi sẽ được vui cười. Phúc cho các ngươi nếu vì con người mà người ta thù ghét, trục xuất và phỉ báng các ngươi, và loại trừ tên các ngươi như kẻ bất lương. Ngày ấy các ngươi hãy hân hoan và reo mừng, vì như thế phần thưởng của các ngươi sẽ bội hậu trên trời. Chính cha ông họ cũng đã đối xử với các tiên tri y như thế. Nhưng khốn cho các ngươi là kẻ giàu có, vì các ngươi hiện đã được phần an ủi rồi. Khốn cho các ngươi là kẻ đã được nô nê đầy đủ, vì các ngươi sẽ phải đói khát. Khốn cho các ngươi là kẻ hiện đang vui cười, vì các ngươi sẽ ưu sầu khóc lóc. Khốn cho các ngươi khi mọi người đều ca tụng các ngươi, vì chính cha ông họ cũng từng đối xử như vậy với các tiên tri giả. Đó là lời Chúa. Công đoàn phụng vụ và thiếu nhi các con thân mến, có một thị trưởng nổi tiếng ở của thành phố New York bên Hoa Kỳ. Ông ta là Florello D'Agnadia. Ông ta nổi tiếng bởi vì ông ta đã có một cách hành xử thật là hay, thật là khéo và đầy lòng thương cảm. Hôm đó người ta đưa ra trước tòa một người đàn bà lớn tuổi vì cái tội ăn cắp một ổ bánh mì. Và ngày xưa, thời trước đệ nhị thế chiến, thì các thị trưởng cũng làm quan tòa luôn. Năm đó là năm 1935. Ông thị trưởng phải ra để mà xét xử. Và khi người ta đưa bà ra trước tòa, thì bà cũng nhận tội. Và bà nói: Con rể tôi bỏ đi, con gái tôi đau nặng, còn hai đứa cháu của tôi nó còn bé, tôi phải ăn cắp ổ bánh mì, nếu không thì nó đói nó chết. Thế thì thật là khó cho ông thị trưởng làm quan tòa, ở chỗ rằng nếu phạt thì thương quá, mà nếu không phạt thì lại không được, đã có luật thì phải phạt chứ. Ông nói với cái tội này, một là bà phải nộp phạt 10 đô la, hai là phải giam 10 ngày. Thì bà kia trả lời: 10 đô la nếu tôi cố thì tôi đã không phải ăn cắp, thì tôi phải chịu giam 10 ngày. Nhưng mà ông xem, ở nhà còn một đứa con gái đau nặng, hai đứa cháu nữa, tôi bị giam 10 ngày thì nó phải sống làm sao. Ông thị trưởng nghe như vậy rồi mới rút trong túi ra 10 đô la và bỏ vào nộp phạt dùng cho bà già đó. Mọi người thở phào nhẹ nhõm và thấy thật là hay. Thế nhưng ông chưa có ngừng lại, mà ông nói để cho một người ở trong khu phố của ta đói đến độ phải đi ăn trộm là tội chung của mọi người. Mỗi người trong tòa án này phải đóng phạt 50 xu. Rồi ông ta lấy cái mũ
của ông ta ra đưa cho biện lý, rồi đưa đi một vòng trong phòng tòa án đó, mỗi người bỏ vào đấy 50 xu. Và rốt cuộc thì cái tiền thu được là 47 đô la rưỡi. Ông ta trao hết cho người đàn bà đấy. Và câu chuyện ngay ngày hôm sau được đăng trên tất cả các báo chí của thành phố New York. Câu chuyện đã xảy ra gần 100 năm rồi, nhưng mà vẫn còn làm cho nhiều người thích thú, đọc và suy gẫm. Và câu chuyện đó nói lên một cái điều thật là hay, đó là mình sống với nhau thì phải có trách nhiệm đối với nhau. Lời Chúa mời gọi chúng ta sống như vậy. Và chúng ta thấy trong lời Chúa, Chúa nói: phúc cho các ngươi là những kẻ nghèo khó, vì nước Thiên Chúa là của các ngươi. Mà lại khốn cho các ngươi là kẻ giàu có, vì các ngươi hiện đã được phần an ủi rồi. Vậy thì có tiền có phải là có tội không? Thưa rằng có tiền làm sao có tội được? Nếu vậy thì người ta sống làm sao được? Có tiền thì không có tội, nhưng mà rồi cũng vì tham tiền mà nhiều khi người ta sống không cần biết đến tha nhân. Những người làm nô lệ cho đồng tiền, cố tìm cho bằng được, cho nên là bỏ bê việc gia đình. Có những người cố làm tiền mà rồi quên chồng, quên vợ, quên con cái, và nhất là quên cả lương tâm của mình nữa. Và trong Phúc Âm có kể truyền cái ông giàu có ăn uống xa hoa, và trước cửa nhà thì có một người thật là nghèo tên là La-gia-rô bị đói mà rồi không được cho ăn. Cuối cùng thì cả hai cùng chết. Và người giàu có đó thì bị bắt vào trong hỏa ngục. Thì ông ta có cái tội gì? Thưa chẳng có tội gì cả. Bởi vì ông ta ăn cái ông ta làm ra, đâu có phải trộm cắp gì đâu. Thế nhưng mà rồi, bởi vì ông ta ăn uống xa hoa, phung phí, mà trước cửa nhà có một người bị chết đói. Nói cách khác là khi chúng ta đã tin theo Chúa Kitô thì chúng ta phải là anh em với nhau. Người ta khổ, mình phải chia cái khổ của họ. Mình được sướng, mình cũng biết chia sẻ cái sướng của mình cho người khác. Và các con sẽ trở nên một con người lớn khi các con biết nhìn vào cái việc chung, để rồi cái gì đáng làm cho tốt, cho chung thì mình làm, cái gì đáng tránh thì mình tránh, và đừng nghĩ đến mình mà hãy nghĩ đến cái việc chung. Có một lần đi xe trên đường Chú Bình Ba mà có một em thiếu nhi, nó làm một việc mà cha nhớ mãi cho đến chắc là đến chết. Là sao vậy? Đang chạy trên đường tự nhiên em nói dừng xe lại, xe đạp, dừng xe lại, xong rồi xuống xe, cái bước vào trong cái lề đường đó, mà sâu sâu vào trong lòng đường một chút, có một cục đá nó to cứ bằng quả dừa đó, mà chắc là từ trên một cái xe chở đá rơi xuống. Thì em đó thấy nếu mà cái con đường cục đá nằm trên đường như vậy thì ban ngày mình còn thấy để mà tránh, còn ban đêm xe chạy đó, xe chạy mau thì đâu có kịp mà tránh, mà nếu xe máy chạy vào đó thì lại té lăn đụng ra, thế rồi lại đau, rồi lại có khi bị thương, rồi có khi năng ra thì chết người luôn. Thì em bé đó dừng xe rồi xuống và bê cái cục đá đó bỏ qua bên lề đường. Một việc làm nó nhỏ bé thôi, nhưng mà rồi thấy nó thật là cảm động, thấy thật là hay. Về nhà các con đừng quên rằng mình sống là mình phải tìm cái lời cho chung, rồi cái điều tốt cho cha mẹ, cho anh em, cho bạn bè lối xuống. Và một khi mà mình được lì xì, chẳng hạn Tết vừa rồi thì được lì xì nhiều ít không biết, nhưng mà các con có mừng tuổi cho người ăn xin nào không? Mình được tự nhiên cho không? 5.000, 10.000, 20, 30, 50, 100 thì mình cũng phải bỏ ra 1-2.000 để cho một người ăn xin nào đó chứ. Và chắc chắn một điều là Chúa ở trên trời nhìn xuống
mà thấy như vậy thì Chúa hài lòng rất là nhiều, rất là lớn. Chúng ta dâng lễ tạ ơn Chúa hằng yêu thương chăm sóc chúng ta. Và một điều đáng sợ nhất đó là chúng ta quên mất Chúa. Bài đọc 1 có một câu ngay từ câu đầu tiên: khốn thay cho kẻ tin tưởng người đời, họ nương tựa vào sức mạnh con người, còn tâm hồn họ thì sống xa Chúa. Có khi nào các con thấy mình sống xa Chúa không? Không có hả? À không hẳn đâu. Mình chẳng biết mình sống gần hay sống xa Chúa, nhưng mà cứ xem nè, mình có thương sống gần, rồi sống thương yêu cha mẹ, anh em, bạn bè, hay là thấy những người mà khó khăn đó, là mình hùa theo các bạn để chửi rủa chi người đó thì kể như mình xa Chúa thật rồi. Còn ngược lại, khi các con biết dành cái tiền mà mình được mừng tuổi trong dịp Tết vừa rồi đó mà gửi mừng năm mới cho một người ăn xin, đó là cái lúc mà mình sống gần Chúa, rất là gần. Và Chúa sẽ hết sức vui mừng, nói rằng đây là người con yêu dấu của ta, con làm đẹp lòng ta. Này Chúa, xin cho chúng con biết đáp lại lòng Chúa yêu thương bằng cách cố gắng sống tốt với mọi người chung quanh, nhất là với cha mẹ, anh em, bạn bè và những người nghèo khó, đau bệnh. Amen.